Dạ không. Anh biết. Những người mà trải qua nhiều mối tình thì tim không bao giờ khỏe được. Không, thì em đang thiếu một nửa trái tim của mình. Vì chính em, đây là chương trình Thiên Đường Ẩm Thực, không phải là chương trình hôn nhân và gia đình. Đừng cố tìm kiếm bạn trai trong chương trình này. À, gì vậy? Bỏ lại sau lưng một nỗi đau. Tập trung, ráng lên Nga ơi. Sát vô nha. Mời mời cám em. Thôi anh nói anh không thích ăn cá hả? Không, cá chiên thì ăn ngon mà. Ê, mà cái này á là rõ ràng là người ta chiên rất là hợp lý nè. Áp chảo. Vừa áp chảo vừa vàng tới. Anh ơi, cái này còn dư 2 miếng cho không? Dư 2 miếng cho không? Không nhận. Không, chỉ không nhận, em nhận. Trời ơi. Em nhận luôn. Cặp này ơi. Mỏi tay rồi. Dừng lại. 221. Trời ơi, ở đây lắc cho cô có 73. Dễ thương dễ chờ. Ê. Xôi rồi. Áp chảo ăn với lại rau củ và sốt đậu Hà Lan. Thơm. Anh là cái người nấu tất cả, nấu tất cả. Anh bị mất ngang hả? Đúng. Rau giòn, cá dẻm thơm. Thơm. Ngon. Ngon thôi để có đủ đạm mà được rồi. Sao vậy anh? Giống như là đang giống như là đang bước qua một thế giới mới vậy. Thiệt đúng không thiệt? Em ăn một miếng đi. Em giống như là bước qua một cái giới mới mà ở thế giới đó không có những người nhìn miệng. Em không tin đâu. Thật. Đây đúng rồi. Em ăn cái đi. Em giống như là bước qua một cái giới mới mà. Ôi trời ơi. Em vô thế giới của anh rồi đó. Ghi lắm rồi. Và tiếp diễn ngay sau đây, chúng ta chuẩn bị qua vòng 2 để xem nguyên liệu tiếp theo là gì bằng một âm thanh. Đúng rồi. Đây. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau, giờ chỉ còn lại trong đớn đau. Bỏ muỗng đi, chỗ khác đi, lên tới thiên đường luôn đi. Mùi cá, mùi tôm. Mà đặc biệt là cái cải nó giòn. Tức là cái tôm bột á, tôm cháy á. Ăn nó lẫn á, ngon.
cái đó là đập phá rồi. Cơm lam và ăn với thịt chiên nướng. Ủa hình như Châu ăn rồi mà đúng không? Dạ. Cái này á, thật ra ngày xưa á, nó chỉ là một món cơm người ta bỏ vô ống tre, người ta để đi rừng mấy ngày người ta ăn. Nhưng mà riết dần dà nó thành đặc sản. Tức là bây giờ những cái gì càng dân dã, càng quê mùa thì là càng đặc sản. Càng quê mùa thì là càng đặc sản. Tôi không nghe, tôi không thấy, nhưng tôi biết những gì em quay lưng tìm kiếm. Em không phải đặc sản. Cái này nè. Đây này, muối để chấm cơm nè. Quả này mình phải ăn tay mới ngon. Đúng rồi, ăn bắp ngon. Rồi, để với thịt vô. Dạ, đó. Công nhận cái cá này nó ngon ghê á. Bà biết ăn chứ không phải là nó chạy. Anh mà xúc dây luôn rồi kìa. Để mình phải cảm ơn. Không, để em bóc miếng rồi, rồi em lấy bên này. Cái này nhìn hạnh phúc quá ha. Tình như sao, nhẹ như mây. Tình là tia nắng xuân chưa tràn, gần bên nhau quên thế gian. Trời ơi, hay lắm. Vì tình yêu chúng ta hay vượt qua tất cả. Em thì yêu anh bằng cả trái tim. Dù là không được ăn cá hay những yêu anh. Để coi được bao lâu. Để coi được bao lâu. Ăn món này khi mà có cái lá này sẽ làm cho em thấy cái mùi vị nó khác, nó đặc biệt hơn. Thôi mình không tin được. Đúng rồi, không tin được. Anh không tin rồi. Anh không có nhu cầu thì em tin. Mình này mình ăn chung với sâu. Mình sống mà mình không có niềm tin đúng không em? Mình ăn mà mình không tin người ta cũng đâu tin được. Phải cho thử hết mới được. Thử hết mới được. Ơi, đâu thấy chưa? Người ta cũng đâu tin được. Phải cho thử hết mới được. Trời bạc, mình chết trời bạc. Rớt mấy miếng sâu vậy á. Dễ gì bỏ lụm lên.